xóa bao gồm cổ, ngoài ra không hướng dẫn gì thêm. Hiện tác nay phẩm thì tôi không tôi được hấp thu. Sau khi chữa thì tôi còn nuốt nước gì thêm không? Trả lời là vào thời điểm khám bệnh. Ông yên. Không hiệu quả. Là nó vẫn lại như xưa vậy thôi. Chỉ có bữa mà ông ấn vậy là cô nuốt, cô thấy là nó không có ngạn. Mình khó thở hơn lên. Nó rất là khó khả. Nhưng về tới nhà rồi một ngày đó, qua ngày sau vẫn lại như vậy. Và cô đang điều trị ở Bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó về nhà này tôi không biết. Là mấy người nó nói là kiểu như là ông rút ông là nó có bị đeo về miệng lưỡi không? Nó cũng bình thường. Cái hiệu quả của việc khống chữa bệnh của ông Miên đối với trường hợp cháu của chú á, thì ông để vô ông thà kêu ông nắm cái ông nắm cái lưỡi này. À, bấm cái lưỡi này đó, bấm cái lưỡi này sang đầu ro cái ông tài đó, ông lòng lại dài dài cũng chập dạp dạp đó, bấm rầu rầu cũng như không đó. Ngày 3 lần nha.